bắt là cái gì của ông cụ này? Gái thứ ba. Dạ, anh là con gái. Ông cụ bị bệnh sao? Ông cụ đầu tiên là ông đau bụng. Rồi. Ông đau bụng rồi cũng mấy ngày nay rồi mua thuốc ngoài uống. Rồi. Uống rồi cũng bớt rồi hết rồi cái bắt đầu đêm nay nè. Tự nhiên phát đau lại. Chỉ đau có mấy ngày này thôi, trước đó bình thường, hoàn toàn bình thường. Một lần rồi bình thường đi chơi đi đồ không có gì hết. Mấy ngày nay đau bụng có ói không? Không ói. Có sốt không? Không sốt. Rồi đi cầu sao? Đi cầu ông nói khó đi cầu, nhưng mà đêm hôm này nè. Đi cầu sao mà bà nói đi trong quần, đi không kịp đi trong quần. Rồi bà già. Mà thấy có máu. Bà nói thấy có máu. Trước giờ ông cụ cũng có mắc bệnh gì khác nữa không? Hồi khoảng ông 50 khoảng 60 tuổi đó, ổng có bị nám phổi. Chích tấn công 3 tháng. Rồi mắc bệnh, có mắc bệnh nào khác mà cái nám phổi đó không? Rồi. Bác ơi, bác cái bụng bắt đau là bắt đau làm sao? Bụng đau là đau làm sao? Bụng nó đau lạnh cái kiểu mà nó nóng quá nó quất hơi. Như quất hơi. Từng cơn hay là đau liên tục? Từng cơn. Mấy bữa nay từ lúc đau giờ bác có đi cầu được không? Đi mà được ít. Trong thời gian gần đây bác có đi cầu có gì lạ không? Có hay bị táo bón không? Nó táo bón là mấy năm nay đi cầu nó cũng không xong. Không xong? Táo bón mấy năm nay hay sao? Mấy năm nay rồi cả. Mà điều là thấy là tao nói là ăn ít thì là đi cầu ít thì táo bón. Rồi. Bây giờ là bác không đi cầu được mấy ngày rồi? Đi cầu á, tao mời ra đi cho. Dạ, mà có... Nhưng mà nó lại đi chút mà. Chút thôi. Rồi. Có nhiều khi trưa cũng đi nữa. Tôi bắt đau bụng cho nào, bác chỉ chính xác cho xem chỗ nào, bắt đau ở đâu. Đau chỗ đấy. Ngoài ra còn chỗ nào đau nữa không? Ngoài ra còn đau chỗ nào nữa? Nó đau dài qua tới đây. Rồi. Chỗ này. Rồi, chỗ đó nhiều nhất. Bác uống rượu không? Không. Cũng có. Nhưng mà mấy bữa đau rồi. Hôm nay bác nhiêu tuổi? Nay 80 rồi. Ông cụ này nhập viện vì cái đau bụng kèm theo cái không đi cầu. Có bác sĩ hơi được hả bác? Đến được tốt được, hả? Được. Ba ngày nay rồi. Đau bụng quặn ở quanh rốn, mà đau nhiều nhất là có ở dưới hạ sườn phải. Tôi khám được thấy ông cụ toàn trạng thì tốt. Bác có hay bị sụt cân? Thời gian gần đây bác có bị sụt cân không? Không. Không có cân sợ. Da niêm thì hồng, không có phù, hoặc mà không có sợ thấy. Cái bụng thì thấy bụng nhân chướng cũng khá rõ. Bây giờ cho ấn cái bụng của bác chỗ nào đau thì bác nói nha. Bác coi hai chân lên cho sen cái bụng chút nè. Đúng rồi. Bỏ cái mền rồi. Coi vừa phải thôi bác, coi chân vừa phải thôi. Hơi co hai chân, đúng rồi. Chỗ nào đau bác nói nha. Chỗ này có đau không? Cái này đau không? Không. Căng thôi, đây. Cũng vậy. Đây. Cũng vậy. Đây. Đó là đau nhiều. Đau nhiều đây. Đây đau nhiều hơn. Ở đây. Đó. Đây. Đau á. Đây. Đau. Chỗ nào đau nhiều nhất? Đó. Đây. Cứ sờ bụng bác mềm nha. Ấn thì đau, đấn dùng bên trái thì đau căng tức thôi. Đấn dùng bên phải thì đau cũng khá nhiều hơn. Đau nhiều nhất là ở cái vùng này, vùng ở phía dưới bờ sườn bên phải chỗ này. Và khi ấn tôi có cảm giác sờ được cái khối đang đau đó hả? Đang lên cơn đau. Dạ, bệnh nhân giờ đang khám bệnh thì bệnh nhân đang lên cơn đau quặn. Rồi, kiểu này là kiểu đau có tắc ruột, đúng rồi. Lâu lâu để đau quặn từng cơn. Thôi bác hết đau chưa? Hết chưa? Dịu chưa? Giờ bác coi hai chân lên cho xem cái bụng lại nè. Coi chân lên. Sờ được ở cái vùng này. Ở cái vùng phía dưới bờ sườn phải khoảng 5cm. Có một cái khối giới hạn không có rõ. Mật độ chắc, ấn thì đau. Ấn đau chỗ này hả bác? Đây. Đây thôi. Dài. Dạ, rồi. Bây giờ cái này khá lâm sàng, tôi chẩn đoán là một cái trường hợp tắc ruột như do u đại tràng. Vị trí của khối u là tôi đoán là ở vùng đại tràng ngang, là ở dưới gan. Chúng ta xem cái phim CT bụng.
thì chúng ta thấy là ở đại tràng em, ở cái vùng ở phía dưới dưới gan có một cái cấu trúc của ống tiêu hóa, nó thấy trong cái lồng nó có hơi này, thành nó vậy. Cái đoạn đại tràng kế tiếp cái khối này nha, chỗ có thành đoạn đại tràng mà kế tiếp cái chỗ mà đại tràng thành dày này là nó giãn to và nó ứ đầy phân. Đây là đại tràng bên phải, đây là gan, đây là đại tràng ốc gan. Ta đi lần lần sang phía dưới đây có thể đây xuất hiện một cái chỗ mà đại tràng này có cái thành nó dày lên và cái lồng nó bị hẹp lại. Đây, rồi chúng ta sẽ đi lần xuống dưới để xem đại tràng lên như thế nào. Đây là thấy xuống tới manh tràng giãn khá to. Đường kính của manh tràng ở trong cái phim này cũng khoảng 4-5 cm. Nó chứa đầy phân. Nói chung là đại tràng lên, đại tràng gốc gan chứa đầy phân. Đây hình ảnh của manh tràng. Đây là cái phim CT bụng có cản quang. Chúng ta thấy ở quả phân thủy 6 của gan có một cái nốt có cái động độ cản quang thấp, kích thước khoảng 1.5-2 cm. Ở đây là đại tràng ở gốc gan. Tràng gốc gan đây. Em bắt đầu xuất hiện thấy khối này ở liên tục với đại tràng và ở nơi chắc là ở nơi tiếp giáp giữa cái đại tràng gốc gan và cái đại tràng ngang. Khối này nó có cái lồng có hơi bên trong, khối này là nó là ống tiêu hóa, nó liên tục với đại tràng gốc gan, nó là đại tràng. Đây khối này thành đây khá dày, lồng nó hẹp lại gần như hoàn toàn. Đây khối này tôi nhận thấy là cái giới hạn của khối này và cái mô mỡ ở xung quanh nó bị xóa nhòa. Khối này đã chắc là khối này là khối ca đã xâm lấn ra khỏi cái giới hạn lớp thanh mạc của đại tràng. Đây khối này khối u của đại tràng, vị trí này là vị trí giữa cái đại tràng ngang và đại tràng gốc gan. Rồi tôi ghi nhận là không có ứ hơi, không có giãn các quai ruột non và đại tràng ở phía bên trái, nghĩa là đại tràng xuống nên không thấy to, không thấy giãn. Đây là đại tràng xuống sẹp. Đại tràng xuống sẹp. Trên cái phim dựng hình cắt dọc ta thấy là đại tràng, thấy là nó rõ ra là đại tràng phía bên phải, đại tràng lên, đại tràng gốc gan là giãn, đại tràng ở đại tràng xuống thì sẹp. Rồi cái vị trí giữa đại tràng gốc gan và đại tràng ngang đó, cái khối nó nằm ở đây, nó đã nhìn cái hình này đã thấy nó xâm lấn ra phía ngoài rồi, xâm lấn vào lớp mặt nối lớn là mô mỡ xung quanh cái khối nằm ở đây. Đây là cái nốt ở phân thủy 6 của gan mà tôi ghi nhận ở trên cái lát cắt ngang. Còn ở trên lát cắt dọc thì tôi lại thấy thêm một cái nốt nữa nha, nó nằm ở đây. Đây ở vị trí này chắc là ở phân thì 4A hoặc là 8. Đây, nó là nặng rồi.